Em Trần Anh ô tô gửi lời chào em toàn thể tất cả các anh chị nha. Hôm nay là trời ở ngoài đường thì rất mưa. Trần Anh thì che dù đây nè. Đang kiểm tra cái con xe Vivan. Kiểm tra thêm một lần cuối trước khi giao xe cho một người anh trai ở dưới Phan Thiết nha. Cảm ơn anh đã tin tưởng Trần Anh rất nhiều, một người anh rất là thân thương luôn. Cái con Vivan này bây giờ em đang chuẩn bị cho tài xế giao xe xuống Phan Thiết để bàn giao con xe cho anh đây. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 là ngày lễ luôn. Mới sáng 9 giờ 30 bên em đang kiểm tra toàn bộ lại hệ thống điện đóm nhạc nhóm rồi để chuẩn bị giao xe cho anh nha. Cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã tin tưởng Trần Anh trong suốt thời gian qua nha. Đây là form dáng của con xe Vivan anh chị ạ. Đây là căn nhà di động luôn chị ạ. Chất xe thì đẹp lắm, qua thời gian và năm tháng luôn. Nhạc nhóm, đèn đóm âm thanh nè. Nó đang tiến hành kiểm tra điện đóm hết. Con xe này là bắt đầu giao xe cho anh Phương nha. Anh Phương ở Phan Thiết nhận xe này dùm cho Trần Anh ô tô nhé. Đây là con xe trời ngoài nó đang rất là mưa anh chị thấy không? Đó, mưa tầm tã luôn. Cái nào kệ em mới lấy nào hộ. Thì ông này rá cái này ông chưa có rồi. Nhưng mà rá cái này á là con xe nó vừa mất của ông chưa bố đấy rồi. Rồi giờ đi mở ra cạnh hai cái ống cái lồng đó cái là ra ông này. Nhớ nha, giấy vào đây. Đó, phong giấy con xe rồi. Chất xe rồi rất là đẹp luôn. Cảm ơn toàn thể tất cả bà con cô bác đã tin tưởng Trần Anh nhé. Một lần nữa Trần Anh chúc cho bà con cô bác gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống và có một ngày lễ thật là vui tươi bên gia đình nha anh chị. Em xin chân thành cảm ơn ạ. À.